Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, metro số 1 đã hoàn thành hơn 96% khối lượng. Riêng gói thầu CP3 gồm mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng hoàn thành 93% khối lượng. Theo mục tiêu của Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề ra, sẽ hoàn thành công tác xây dựng cơ bản vào quý 4 năm 2023, cũng như hoàn thành công tác đào tạo đội ngũ nhân viên vận hành vào tháng 6 năm 2024. Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các nhà thầu và tư vấn hoàn thiện hồ sơ chất lượng để thực hiện công tác nghiệm thu các gói thầu xây dựng vào tháng 1 năm 2024. Tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thiện 9 cầu bộ hành kết nối các ga trên cao của tuyến. Cùng với đó là tiến hành đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống và đào tạo lái tàu, nhân viên vận hành. Sau khi được các cơ quan quản lý chuyên ngành nghiệm thu hoàn thành dự án, tuyến tàu điện sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 7 năm 2024. Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Hiển cho biết, để chuẩn bị cho công tác vận hành khai thác tuyến metro số 1 sau khi hoàn tất công tác thi công, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện đề cương nghiệm thu, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đơn vị này quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2028 và dịch vụ quản lý đặt hàng cung ứng dịch vụ công lĩnh vực đường sắt đô thị. Chưa hết, để đưa dự án vào khai thác vận hành khai thác thương mại, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải tiếp tục thực hiện các công tác như nghiệm thu hoàn thành, đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng, thực hiện các thủ tục kết thúc dự án. Theo kế hoạch, công tác này sẽ triển khai vào đầu năm 2024. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm 2024, dự án vẫn còn một số hoạt động như thanh toán khối lượng còn lại, quyết toán các hợp đồng thi công tư vấn, hỗ trợ vận hành bảo dưỡng. Tất cả công việc này đòi hỏi khá nhiều thủ tục, nên để tạo sự yên tâm về mặt pháp lý cho các nhà thầu, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục triển khai các công việc của dự án metro số 1 trong cả năm 2024. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên khởi công năm 2012 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh trong tổng số 8 tuyến metro. Sau khi đã điều chỉnh tăng vốn, dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, tuyến metro số 1 sẽ được nghiệm thu, hoàn thiện dự án và vận hành thương mại với giá vé tuyến khoảng 12.000 đồng đến 18.000 đồng một lượt, vé tháng là 260.000 đồng.